Trên thế giới thì hiện tại đã có 33 triệu 500 nghìn ca mắc COVID-19. Mỹ và châu Âu thì vẫn tiếp tục có thêm nhiều ca mắc mới. Hoạt động đi lại trên toàn cầu vẫn bị hạn chế do thế giới đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới. Trong số 33.541.703 ca mắc COVID-19 trên toàn cầu, có 1.006.072 ca tử vong. Mỹ là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới, với 7.361.186 ca nhiễm và 209.774 ca tử vong. Xếp sau Mỹ là Ấn Độ và Brazil. Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump vừa công bố kế hoạch phân phối 100 triệu bộ xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 cho các bang trong tuần này, đồng thời kêu gọi thống đốc các bang sử dụng để mở cửa trở lại các trường học. Tại châu Âu, chính quyền vùng Bruxelles của Bỉ đã đề ra các biện pháp nghiêm ngặt hơn nhằm ngăn chặn các ca nhiễm đang gia tăng nhanh chóng. Hiện số ca nhiễm mới trung bình mỗi ngày tại Bỉ là 1.528,7 ca, thì tại Bruxelles trung bình lên tới 2.005 ca. Tại Nga, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh cuộc chiến với đại dịch vẫn tiếp tục, đồng thời kêu gọi người dân không được mất cảnh giác bởi số ca nhiễm mới tại nước này trong những ngày gần đây tăng mạnh. Tại châu Á, Philippines kéo dài thêm một tháng, tới ngày 31 tháng 10, các quy định hạn chế ở khu vực thủ đô Manila. Thái Lan sẽ mở rộng các trường hợp người nước ngoài được phép nhập cảnh từ tháng 10.